Xin kính chào quý vị và anh chị đến với kênh YouTube chính thức của em. Hôm trước video của em về chiếc Lexus RX 300 2020 và 2022 đã được rất nhiều quý anh chị quan tâm và có hỏi thăm và mong muốn một chiếc video nó đầy đủ thông tin nhiều hơn với từng chiếc xe và đáp ứng cái nguyện vọng của quý vị anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý anh chị mẫu xe, đó là RX 300 sản xuất 2020 màu đen và nội thất màu nâu. Chiếc xe này đặc biệt ở chỗ chỉ có chạy có 28.000 km thôi, cực kỳ mới quý vị anh chị nhé. Hiện tại em đang chào bán mức giá chỉ trên 2,7 tỷ thôi. Một mức giá có thể coi là vô cùng hợp lý cho một chiếc Lexus, một chiếc xe hạng sang được bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Và phân khúc của RX là chiếc xe bán chạy nhất của hãng rồi. Form 2020 đến form 2022 là một trong những cái form mà được người dùng yêu thích nhất. Và nó mang cái sự sang trọng và đầy sự tinh lế. Mặt ga lăng hình đồng hồ cát được cách điệu này. Logo 3D thì cực kỳ nổi bật rồi. Và hệ thống đèn thì chắc chắn phải nói rồi, đó là hệ thống đèn Alphinet. Hệ thống đèn có khả năng chiếu sáng rất tốt với 3 bóng projector. Đây là một trong những cái điểm đặc trưng trên những dòng Lexus RX rồi. Tiếp đến bộ mâm. Bộ mâm thưa với quý vị anh chị, bộ mâm này là được phay, được sơn màu mạ thép. Đây là một trong những công nghệ sơn đặc biệt nhất trên những dòng xe cao cấp rồi. Và chỉ trên những dòng xe cao cấp mới được trang bị công nghệ sơn này thôi. Form dáng thì cực kỳ đẹp rồi. Form dáng này rất khó để lỗi mốt quý vị anh chị nhé. Mời quý vị anh chị tham quan cái khu nội thất chiếc xe này. RX 300 sản xuất 2020 mang cái nội thất màu nâu da bò cực kỳ đẹp. Em đánh giá cái màu nâu này là cái màu giữ màu nhất. Và quan điểm cá nhân em thì thấy nó sẽ hợp với mình nhất. Dạ vâng, em thích cái màu nhất. Còn option trên chiếc xe này thì cũng rất là nhiều quý vị anh chị nhé. Em nổ máy đây. Đầu tiên phải nói đến nó là cái khối động cơ trước. Chiếc xe được trang bị cái khối động cơ 2.0 turbo cực kỳ là mạnh mẽ. Và hộp số 6 cấp nhá, chuyển số rất là êm ái. Option thì rất là nhiều rồi, toàn là những cái vật liệu cao cấp thôi. Da này, gỗ này, hay là những chi tiết mạ thép này, cực kỳ đẹp nhá. Và nó mang đến cái khoang cabin, mang đến đầy sự tinh tế. Trang bị thì rất là nhiều rồi. Màn hình thế hệ mới này. Đó, đồng hồ digital, đồng hồ analog Lexus này. Hay là những cái tính năng liên quan đến điều chỉnh, điều chỉnh như điều hòa này, hay là phanh tay điện tử, auto hold, 4 vị trí sưởi sấy và làm mát ghế. Ở trong khoang này thì sẽ có thêm là một cái tính năng rất là hay ho, đó là sạc không dây. Trên này thì sẽ có gương chống chói quý vị anh chị nhé. Có cả cửa sổ trời nữa rồi. Đây là một tính năng rất là hay trên những cái dòng Lexus này. Di chuột cực kỳ nhạy bén. Có một điểm đáng tiếc trên chiếc xe này là không được trang bị cái bộ loa cao cấp nhất của dòng Lexus rồi. Nhưng bộ loa Premium Lexus cũng đã đem lại cái giá trị vô cùng lớn, thưa quý anh chị. Nó đem lại cái giá trị vô cùng lớn. Tất cả những cái bề mặt được ốp gỗ hay là những chiếc da cao cấp thì cực kỳ đẹp rồi. Đó, đấy là phần khoang trước. Tiếp đến là khoang sau. Khoang sau thì được trang bị rất nhiều những option. Phải kể nói là rất nhiều option này. Có hai vị trí điều khiển ghế nhá, liên quan đến sưởi sấy ghế đấy quý anh chị này. Có hai cổng sạc nữa. Đó. Và ở đây ấy, thì chúng ta có một khoang ghế thứ hai vô cùng là rộng rãi. Thực sự có thể nói là vô cùng rộng rãi. Bệ tí tay này. Đó. Về cái độ mới của chiếc xe này thì em đánh giá nó cực kỳ mới, thưa quý anh chị đây. Từ những cái chi tiết ghế da này, chủ cũ thực sự là một người vô cùng giữ gìn. Và đối với những dòng xe Lexus thì thường gia chủ sẽ là người vô cùng là cẩn thận. Đó, đấy là quan điểm của em khi sau khi tiếp xúc với rất nhiều những quý anh chị. Và có cả rèm che nắng nhá quý vị anh chị nhá. Tiếp đến, một chiếc xe mà được đặt vào cái phân khúc của chiếc BMW X5 hay là chiếc Mercedes-Benz GLE thì nó vẫn đem lại một khoang cốp rất là rộng rãi. Đó, rất là rộng rãi. Một bộ gốp và khá nhiều những vali. Tất nhiên rồi, nó phải là cốp điện. Hiện tại em đang chào bán chiếc xe này với mức giá cực kỳ hợp lý, chỉ trên 2,7 tỷ thôi. Quý vị anh chị đã có thể sở hữu được mẫu xe Lexus RX 300 sản xuất năm 2020 còn cực kỳ mới. Quý vị, anh chị quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc qua địa chỉ lô 2 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để lái thử và trải nghiệm. Một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị đã lắng nghe video của em.